Ok, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta sẽ vẫn tục với chi tiết Trung Quốc thôi. Thì mình sẽ lướt những cái search, những cái sự kiện và đặc biệt bằng GVG. Những bạn nào ít sang Trung Quốc chơi, coi nó có cái gì mới mẻ hay ho hay không. Đấy. Thì nói chung là cũng qua Tết thì nói chung là trước đó thì Trung Quốc nó cũng update khá là nhiều bản rồi. Thì nói chung là xuống ống khá là dồi dào luôn, thành ra là rất là nhiều cái thứ mới lạ. Còn ở Việt Nam thì cập nhật chậm quá, không biết cái hướng thế nào đấy. Rồi thì chúng ta đầu tiên là vẫn dùng GVG thôi, tại vì cái kênh của mình là GVG mà. Trước tiên là cái phần sửa tái tạo. Thì cái sửa tái tạo thì phần đầu tiên bình thường, phần thứ hai cũng như trang Việt Nam, phần thứ ba thì phần tài năng. Thì phần tài năng này ở Việt Nam ấy, phần tài năng này ở Việt Nam thì thiếu khoảng chừng 5 tài năng thôi nhé. Mình có kỹ mình coi lại thì khoảng chừng thiếu khoảng chừng 5 tài năng. Nhưng mà được một cái là ở Trung Quốc ấy thì nó mở được ký ra, nó tiến hóa luôn. Ở Việt Nam thì không có, thành ra là khá là khó. Những bạn nào mà có tiền nhưng mà vẫn không tiến hóa được, không tiến hóa được thành ra là không có tài năng để xài. Đấy, nói chung là một cái thứ rất là khó khăn. Đấy. Mấy ông Việt Nam mình nghe nói là nói về Việt Nam ấy, mình nghe nói là sẽ đợi Trung Quốc cập nhật bản vẽ. Nhá, đợi Trung Quốc cập nhật bản vẽ nhưng mà mình không biết khi nào cập nhật. Đấy, mỗi cái câu nó khá là mơ hồ luôn. Đây là cái phần lõi thép này, mình hay gọi cái phần này là phần lõi thép nhé, các bạn gọi thế nào mình không biết. Đấy, thì cái phần này nhìn chung ấy là nó khá là dễ hiểu thôi. Các bạn đơn giản là các bạn sẽ bỏ tiền cho các bạn mở những cái móc này, sau đó các bạn sẽ nâng cái phần này lên, cuối cùng là các bạn sẽ được nâng phần này. Thì cái việc mà nâng cái này các bạn sẽ được lên được chiến, lên phần cường độ năng lượng, lên phần cường độ vật lý. Đấy, khá là ngon. Thì mình theo như thế này thì lên mới làm được có 5 điểm thôi. Thì 5 điểm thì cộng dồn dần lên nó sẽ nhiều. Đấy, cái này là cài free, cài free này thôi. Cái đoạn này các bạn mới tốn tiền rồi, chứ cái đoạn này các bạn chỉ cần chăm chú cài thôi, cài phút thôi đó. Các bạn sẽ lên lượt chiến rất là nhanh luôn, lượt chiến lên được lên phần cường độ cực kỳ nhiều luôn đó. Bắn vào khỏe luôn. Đó. Rồi thì nói chung cái phần sửa cái tạo như vậy thôi. Tiếp theo chúng ta sẽ tới với cái phần xưởng vũ khí. Cái phần xưởng vũ khí này thì mình không có đánh giá nhiều gì lắm, nhưng mà có thể nói là ở Trung Quốc mà thì game của nó thì nó mở được nhiều thứ. Việt Nam này không có mở thì hơi tiếc. Những cái món vũ khí này đó, những cái món này này các bạn cầm vào đi được có hết đó, thấy không? Sơ sơ là 17 trang, bây giờ mình làm chẳng 15 trang đi. 15 trang là còn 60 món, tổng là 60 món nhé. 15 trang là 60 món, mình trừ đi 30 món đi. Những cái món top gun thì những cái món mà khó cài ấy, đó. Thì các bạn vẫn còn trong khoảng chừng 30 món nữa để các bạn sở hữu, rất là dễ dàng. Như các bạn chăm tài quốc, rồi bây giờ lên level, lên thành thạo rồi đó. Đấy. Nói chung là các bạn sẽ rất là dễ dàng, các bạn sở hữu những món vũ khí, làm đẹp cho khu đồ các bạn, sử dụng cho zombie C4 rất là nhiều thứ. Đó, thành ra là GBG là một cái thứ gọi là cài quốc, nạp tiền này nó luôn. Về sau nó sẽ phân bố ra rất là nhiều thứ. Đấy, không phải chỉ đập tiền muốn mạnh công, đặc biệt nên là cái lõi thép này, không phải chỉ muốn đập tiền là mạnh công, các bạn phải gọi là cài cuốc hàng ngày. Ngày nào cũng phải on game đến hết trơn, các bạn mới gọi là ăn không người ta được. Đấy, các bạn ớt một ngày là không được gì cả. Đó, phần tiến hóa và phần đồng bộ, phần sửa thành thạo bình thường hết thôi, không gì mới mẻ cả. Rồi, tiếp theo cái phần chợ đen. Cái phần chợ đen ở Trung Quốc thì nói chung là nó thêm những cái món linh tinh vô thôi. Đó, thêm những cái món linh tinh vào. Và nó có thêm những cái shop thêm đó. Nó ở đây nó thiếu hai cái shop rồi. Còn một cái shop mà các bạn chơi cái shop ướt ấy sẽ có. Ở một cái shop là cái shop các bạn chơi sự kiện con heo sẽ có. Thì nói chung mấy các bạn muốn biết cái shop nào là một cái phần nào các bạn kịp ấn vào đây thôi. Đó, nó sẽ dẫn tới. Đây là cái chế độ mình nghĩ là cái chế độ ABESS gì này. Đó, nói chung là cái chế độ này chơi theo tầng thì phải chơi theo tầng đấy, từ tầng 1 tầng 20 gì đấy mình quên này. Nói chung là cái phần này mình chưa tìm hiểu kỹ, nhưng mà mình thích là hết cái chỗ là mình đợi Việt Nam hơn, tại vì các bạn biết nhiều quá, các bạn thấy nó nhẹ lắm, các bạn cứ đợi Việt Nam các bạn tìm hiểu kỹ hơn. Đấy, mình chỉ giới thiệu qua cái hình thái làm sao thôi, còn các bạn muốn biết kỹ hơn thì chúng ta phải đợi Việt Nam thì cho vui. Đấy, biết nhiều quá vậy cho nó nhẹ lắm. Rồi thì cái phần này cái phần sorry mình trước rồi, ok. Thì chúng ta sẽ có phần nghiên cứu, chúng ta sẽ có thêm một cái món vũ khí là cái con cuốc này nữa. Thì lát nữa mình sẽ vào shop
mình sẽ cho anh em xem cái phần đồng bộ này nó đầy đủ hơn của nó. Đấy thì cái khó khăn là tại con kiếm thôi, nhưng mà nằm không có tiền ấy, càng khó hơn này. Đấy còn lại bình thường hết nhá. Phần nhân vật thì nó đa dạng hơn nhé, đa dạng hơn. Vậy sao phải nhân vật như một Fairy ấy, những nhân vật Fairy nó sẽ có thêm hai lớp skin lên, nhìn cực kỳ chắc chơi luôn. Đấy đây là con gà năm sao mới nhất ở bên Trung Quốc này. Đấy năm sao nhìn nó chắc chơi, anh em mới còn được bóc cái con nhân vật Lisa xanh ở trong A4 này đẹp phải. A4 này là A3 gì đó quên rồi. Cái con này các bạn cài mảnh thì bạn có nhé, đây 360 mảnh lên đó. Đây rồi bà sao không tính đâu, chúng ta chỉ nên chú tâm năng những con 5 sao nhé, chỉ nên chú tâm năng những con 5 sao thôi, những con 3 sao chúng ta không cần phải để ý nhiều đó. Đây là skin thứ hai này, thứ nhất này, skin thứ hai này, cái mặt bụng nó trắng lên tí đấy, đẹp hơn tí. Đây nhọt nữ hoàng này đó. Đây cái con nhân vật này hiện tại mình thấy được cộng khá là nhiều thông số, như là hồi năng lượng cộng 1, rồi thêm cái gì hồi máu cộng 20 nữa. Đấy thì chung là con này nó sẽ ngon hơn cái con đi trước nữa, nhưng mà mình vẫn chưa dịch hết được cái phần này, những cái phần mà tăng đam ấy mình vẫn chưa dịch hết được, cái kiểu là nó tăng đam cho con gì ấy mình chưa dịch được đó. Rồi đấy ok rồi, thì tiếp theo là cái phần mấy chế độ này, chế độ quán ba thì các bạn biết rồi, đấu trường thì lát nữa mình sẽ coi sao nhé, đấu trường sẽ coi sao, mình sẽ coi những cái phần khác trước. Thì cái phần này để các bạn kiếm những cái mảnh để bạn nâng cái mỏ thép lên đấy, nói chung là bình thường thôi, phần quán ba bình thường đấy, không có tăng FP gì cả, vẫn là một mức FP như cũ thôi đấy, mỏ như cũ không có gì mới cả. Cái quả cầu này, thì cái quả cầu này á thì nói chung là các bạn sẽ bỏ tiền ra nhé, sẽ bỏ tiền ra, các bạn chỉ được khoảng free được một hai cái đầu tiên thôi, còn về sau thì các bạn muốn hơn thì các bạn bỏ tiền ra như cái này này, để bỏ tiền ra kiếm cái này này, kiếm quả cầu này. Cái này nói chung là bỏ tiền hai cài cuốc thôi, mà cài cuốc nó hơi lâu nhé, cài cuốc nó cực kỳ lâu luôn. Ad này được một quả cầu đầu tiên này đấy. Về sau các bạn mở dần lên nó sẽ tốn kém hơn đấy, đặc biệt là cái mảnh này đó. Đây là cái phần cấp độ của quả cầu này, phần skill ấy, như là những thứ mình nói là cái phần giá nhân hai nọ, giá nhân hai gì đó quên này đó. Đấy thấy không, đây là phần quả cầu đấy, skill quả cầu này, mấy cái như là giáp 2 tăng đam gì không quên này. Đấy cái nó có những skill sẽ hỗ trợ các bạn trong việc các bạn đi bắn map này nọ, các bạn sẽ tùy theo những map đặc biệt các bạn sẽ lắp và đúc đúng như đó đấy, như những thứ mà các bạn thấy trong lúc mà mình đơi người súng ấy, các bạn thấy cái tiền xét xuống đất ấy là cái này này đó, cái phần giáp nhân hai phần này thì phải giáp nhân hai lên đấy đó. Nói chung là các bạn có skill quá cầu là các bạn sẽ hỗ trợ rất là nhiều thứ cho cái việc các bạn chơi. Đấy, tốn 100 vàng để các bạn mở thêm cái tiếp theo, tốn 100 vàng sau khi mình biết, nói chung là khá là tốn kém, nói chung là tiền hết đấy, tiền hết đấy đó. Đấy vẫn tốn tiền hết chỗ này, chỗ này các bạn lên mình không biết nên lên bờ như này đấy. Đấy cái này dạng như là các bạn ép cái gì đấy, ép mấy cái trang bị đấy. Nếu bạn nào mà chơi mấy cái game kiểu nào World Cup hồi xưa các bạn sẽ biết thôi, World Cup hồi xưa ấy các bạn sẽ biết được rõ hơn mấy phần này hơn đấy, năm giá bằng đồ đấy. Thì các bạn cứ đợi mình ra thôi, đặc biệt có mấy cái này nó tốn vàng còn chơi mình không có test được đấy. Giả như một cái S trang bị ấy khá là ngon mà các bạn cần kiếm cái nào không biết thôi, kiếm cách kiếm là sao ấy. Rồi thì cái phần như vậy thôi. À mà quên, cái phần chợ đen mình nói luôn, cái phần chợ đen này các bạn sẽ về sau ấy, khi mà cái gan một máy điểm nó gây ra cái giá những cái món top gan nhá, chỉ những món top gan thôi,
cái giá nó sẽ đôn lên gấp 3 lần. Có nghĩa là bình thường là cái mảnh này nó sẽ là 15 vàng thì nó nhân 3 lần là 45. Nhưng mà cái mùa ganh thứ hai thứ ba thì nó mới đôn giá lên nhá. Mùa ganh một bet điểm thứ hai hay thứ ba thì nó mới đôn giá lên. Còn cái mùa ganh đầu tiên thì mình nhớ nói là nó chưa có đôn lên. Anh em các bạn cái tranh thủ cày nhanh tiền gấp liền những cái mùa đầu tiên đấy. Còn nếu dùng Việt Nam update thì nó sửa luôn thì chúng ta buộc phải nhận ngồi thôi, nhưng mà vẫn ok. Cái một mét điểm các bạn sở được cánh ok là chứ các bạn như ở Việt Nam cày hai mùa ganh các bạn tốn cực kỳ nhiều tiền luôn, mà các bạn nhẫn rất là khó để bằng full đấy. Rồi đấy, thì chung là cái phần sớt vậy thôi. Còn nếu bạn nào mà ngậm ngùi quá thì các bạn có thể mua cách này được, một mặt hai mảnh, nhưng mà mình không biết là mua theo tuần hay là mua theo ngày thôi đấy. Thành ra là các bạn chờ được thì chờ, không biết, nói chung là cái chờ thì chờ, còn không thì cứ quất thẳng thế này đấy. Với 48 peso các bạn có thể vô tư bằng sở hữu euro đấy, vô tư. Chỉ những món top canh cái giá mới cao hơn, còn những món còn lại là giá bình thường hết, các bạn có sổ thoải mái đấy. Với 48 peso các bạn, các bạn mới nâng con này được, tiến hóa được, lấy nói chung là ok hết. Chỉ những món top canh nó mới giá nó mới chua chát thôi đấy. Rồi thì đó là sơ về phần GBG ở bên ngoài. Tiếp theo là cái phần này này, đây là cái phần mà các bạn mua này. Thì cái giá bút hiện tại ở Trung Quốc nó đồn lên 98 vàng. Việt Nam mình không biết là sắp tới nó sẽ đồn bao nhiêu đấy. 98 là một cái thấy được không này đó đấy. Nói chung là nó sẽ tạo hết điều kiện cho các bạn chơi này. Cái này là cái bản, cái này mà không ấn gì mà không biết nhé. Đâu sẽ đi nhận. Cái này là cái dạng là cái web, cái mà reset mua tặng gì đấy đó. Đây, mấy cái này, mấy cái hộp này là chắc là mấy cái để nâng đồ này. Thì chúng là về sau nó sẽ khóa là nhiều thứ trong GBG đấy. Thành ra là mình bỏ cái chế độ đấu tự do, mình chuyển sang chơi GBG như vậy. Kiểu là mình chơi GBG, mình mới chơi có một hai năm mà mình thấy nó vui đấy. Còn cái đấu tự do mình chơi 4 năm mấy rồi, nó khá là nhàn luôn. Thành ra là mình ít khi chơi đấu tự do lắm, mình bắn GBG chủ yếu thôi đó. Thấy không đấy, cái này là cái gì giống như là cái thẻ vàng, giống như là cái miếng vàng ấy đấy. Còn rất là nhiều những thứ mới, những cái thứ mà các bạn mình nghĩ các bạn cũng chưa bây giờ hình dung tới được, kiểu như những thứ gì để nâng đồ ấy. Thì nhưng mà nó rời về sau ấy, chúng nó sẽ phát triển những cái thứ khi mà nó đã chán cái lên xuống ấy, nó sẽ lên những cái là trang bị như là giày dép và quần áo cho nhân vật. Nói chung là nó sẽ ép hết tất cả các thứ lên nhân vật ấy để nó ngốn tiền các bạn ra. Nhưng mà bù lại các bạn sẽ được chiến khỏe, cường độ to, bóng quái, bóng bóp, bao khỏe, giá máu cho bò đấy. Nói chung nó sẽ ép hết những cái thứ có thể nhẫn thì ép hết luôn, kiểu gì cũng như vậy cả. Tiếng khoái vật có thể có khi nó lên luôn ấy đấy. Nói chung là nó sẽ là phong phú về sau GBG như vậy đấy. GBG trong cái kiểu mà bóng quái như vậy đấy. Các bạn nằm chơi những cái game mà đánh quánh boss mà biết mà đấy. Chơi những game mà đánh quánh boss là các bạn sẽ hoàn hàng thôi, trang phục này nọ đấy. Đó, khi nó đã chát thì nó súng rồi, lên đồ rồi, nó chuyển sang lên cái bộ nhân vật đẹp làm sao, lên đồ ảnh thế nào sẽ có hết, nếu như mà game phát triển tốt như thế này đó. Thì tiếp theo ở đây cái phần xấu của con sự con heo đây, cái mà con heo này, cái shop viên này, thì các bạn sẽ có thể mua con heo này được. Con heo con nhím không biết nữa, con heo rồi. Thì các bạn chơi con heo và sẽ được cái mảnh các bạn mua con heo này đấy. Nhìn chung là khá là ok, cài cuốc thôi, kiểu cài cuốc thôi, nói chung là cài cuốc hết đấy đó. Đấy, nhìn nó hầm có mấy nọ ra khung vàng này, còn bốn góc luôn này đấy. Rồi thì cái bề nổi của GBG như vậy đấy. Còn cái vòng này level nó vẫn chưa có hơn 50 đâu nhá, vẫn chưa hơn 50 đâu. Việt Nam mình chạy cáp chạy nhanh quá, chạy nhanh ngang Trung Quốc luôn rồi. Trung Quốc nó mới lên level 50 có khoảng chừng 2 tháng mấy thôi là Việt Nam đã có một ông lên 50 rồi. Đấy, thành ra là nếu như mà Trung Quốc nó update 51 ấy thì Việt Nam phải chờ khoảng chừng khá là lâu mới lên được 50. Có 51. Đấy, nói chung là chờ cực kỳ lâu luôn. Giờ khi mà Việt Nam nó bóp nó bay thẳng lên bản quyền level 51 luôn ấy thì may ra. Chứ còn không kiểu này thì khoan tự hiểu rồi. Đấy. Nhưng ông nào level 50 hiện tại thì dậm chân khá là lâu luôn.
Rồi thằng map chơi nó phong phú hơn thôi, phong phú hơn thêm hai này vô này, cái chế độ ABS, cái chế độ gì đấy, nó chế độ này đấy, nhìn chung là về sau hết đó, nó rất là đa dạng cái được chơi nhé, rất là đa dạng cái đồ chơi đó. Đây ngành GBG đây, mình sẽ nói bằng này. Thế nhưng mà nó nói rồi, cái GBG nó sẽ đôn lên là cái độ mấy điểm ấy, nó sẽ với cái tổng là 48 cái số trường top ngành thì nó sẽ được top ngành thì bạn sẽ được 37 cái số trường nữa. Thì chung là cái lý do họ được top ấy là một cái đặc biệt cái huy hiệu nhá, cái huy hiệu chính thôi, chứ mấy cái xu này nó không đáng bao nhiêu cả. Xu này nó đáng thì mà nó vẫn không thể nào mà bằng cái huy hiệu được, tại vì bên Trung Quốc ấy, bên Trung Quốc là cái việc mà sở hữu khí thì là rất dễ dàng thôi đấy, bên Trung Quốc sở hữu khí là dễ dàng, chỉ ăn hơn nhanh những cái thứ hiếm thôi nhé, những thứ hiếm thôi đấy. Cả thấy được là những cái thứ mà nó vượt trội không đấy, co AK này, không phải là một chứ, 11 này đấy, cái con này bấm cho một con hàng nhỏ quái thôi. Nói chung là tôi nói là bên Trung Quốc nó phát triển rất là mạnh tay, nói chung là tiền từ ganh cái bây giờ khá là nhiều mà. Bạn coi cái tớp ganh này, mùa trước thôi nhá, chỉ mùa trước một server thôi, một server mà đã 2.6 triệu mấy điểm mà, các bạn thử tưởng tượng đi, một server mà 2.6 triệu mấy điểm này, mà chưa kể là cái tiền thể lực ấy, cái phần thể lực ấy, bên nó không bán lực như Việt Nam ấy, thể lực nó rất là cắn luôn, thành ra là phải tốn rất là nhiều cái phần bút lên ấy, cái bút tổ trưởng ấy, tốn cực kỳ nhiều luôn để các bạn thấy lên được cái điểm cao thế này đấy, phải gọi là cắn ra rất là nhiều luôn. Ông này leo vào 50 vẫn có thể lên được tất cả 2.6 triệu điểm bên này đấy, các bạn nghĩ tiền bỏ vô bao nhiêu đấy. Mình có nghe một ông bên Trung Quốc nó là ad, mấy ông nó đầu tư dạng top thấy tiền phải hơn 100 ngàn nhân dân tệ đấy, hơn 100 ngàn nhân dân tệ bạn nhé, đấy khá là nhiều đấy, không ít đâu. Một nhân tệ là khoảng chừng 3.5 mình nhé, một nhân tệ là khoảng chừng 3.5 mình, mà 100.000 nhân tệ mà tự tính đi, có khi nhiều hơn mức đó nữa, nhiều hơn mức đó luôn, đặc biệt là những ông top là chiến mà bên Trung Quốc đấy là cả chục server đấy, một server mà cái kiểu nó đua 2 điểm thôi đã, các bạn biết là nó thu gì bao nhiêu tiền đấy, rất là nhiều tiền luôn. Thì nó đầu tư dự án rất nhiều, mà đầu tư rất nhiều dự án cho game rất là hay, nó không phải là nó nhắc nó dùng tiền gì cả, đầu tư cực kỳ nhiều dự án cho game đấy. Rồi thì đó là cái phần mà GBG thôi đấy, mà GBG nó chỉ như vậy thôi. Các bạn chăm chỉ cài cuốc, các bạn chăm chỉ tìm hiểu, các bạn chăm chỉ là xem những thứ này thứ nọ mới mẻ ở bên Trung Quốc thì các bạn sẽ biết thêm đó. Rồi thì cái phần mình sẽ soi qua phần bảng xếp hạng tí đi nhé, soi bảng xếp hạng tí đi, xong mình sẽ dòng lại mình coi cái phần shop sự kiện sau. Đấy bên Trung Quốc nó vẫn là đang vào 50 thôi, và 50 hiện tại cũng đang gần là 60 ông rồi, 90 ông luôn rồi đấy. Nó chỉ lên vào 50 mà nó khá là nhiều rồi đấy. Bên nó cái việc mà lên 1 triệu FB bình thường rồi nhá, hiện tại 1 triệu FB trên bình thường không có gì khó khăn cả đấy. Phần này phần gì không rõ, phần này hình như cái phần kiểu là chia cái bảng, kiểu như các bạn nó chia nó sẽ tính xem là mình nó chia bao nhiêu FB vào cái việc mà cái tạo này nọ sao đấy, không biết đấy. Nói chung là nó sẽ tính rõ ra luôn, các bạn thấy cái phần tiến hóa thì thấy không, cái này giúp cái tiến hóa lên này đó, thì nó sẽ tính xem mình nó chia bao nhiêu cho cái phần này thì phải đó, nó tính toán ra luôn đấy. Cái phần này mình không biết phần gì cả, nhìn nó khá là khó hiểu mà không mình chịu rồi. Nói chung là cái bờ bên nó 25 29.200, cái này mình không biết có phải là đua cái gì nạp tiền không nữa đấy. Nói chung là nó khá là nhiều thứ nó lạ đời đấy. Rồi tiếp theo là cái phần mà siêu thị và phần sự kiện.
Thì siêu thị ấy, thì phần siêu thị ấy, thì mình thấy nó cũng phong phú rất là nhiều nhá, rất là nhiều. Đây lát thông cảm với bạn rồi, thì con một bốn một lại gần đây mà nó có bậc một, bậc một, bậc hai, bậc ba này đó, coi cả 47 mình không biết, nhưng mà cái con này là một là con SS đầu tiên 5 sao nhé, con SS đầu tiên 5 sao luôn này, trực chiếu 1799 luôn đó. Có thể nói là con này nó bút bút khá là mạnh tay nhé, đấy nó khá là nhiều thứ mới mẻ. Và cái phần con này con gì ta, cái con này mình không biết con gì nhưng mà nó là SVIP mà cái mức đánh giá là 1,52 rồi đấy. Từ chung là về sau rất là nhiều dụng khí ảnh nhé, về sau rất là nhiều dụng khí ảnh luôn, phân số đi, có nghĩa là Trung Quốc nó vẫn chưa muốn boost lên những cái này đâu đấy, không đạn nhé, không đạn. Và nhìn cái kiểu dáng thì nó giống như con Beetle ở trong Fallout, bắn gặm tức từng viên nó rất là tù luôn ấy, không có đồng bộ gì cả, không tiến hóa gì cả. Các bạn chỉ có thể sở hữu bằng cách tham dự sự kiện này này, đấy, tham dự sự kiện này đó. Đây đây là bộ ba nhân vật mới nhất ở Trung Quốc này, là con đoạn thu ác quỷ chứ không biết cái gì cái gì vậy đấy đó, một súng này. Đấy này là cái gì mà các bạn cài phải bắt các bạn cài cuốc thì sao đấy, nó sẽ tặng quà, bạn sẽ tặng quà nhé, các bạn quà luôn đó, cài cuốc có quà, như là cài cuốc tới một cái level đấy các bạn sẽ có quà đấy, có quà hết từng cái nó là ngon lành luôn ấy, các bạn cứ việc chăm chỉ cài cuốc thôi là có đó. Và cái phần này là phần các bạn nó sẽ bỏ tiền ra này, bỏ tiền cái này mình không biết là giá cả thế nào thôi, nhưng mà cực kỳ thứ ngon luôn đấy, mũ này, mũ rồi cái gì mà huy hiệu đó, thì mình khá là thích nhá, cái thương hiệu này luôn, tại vì cái này là một cái hiệu này này màu vàng á, huy hiệu màu vàng viền đỏ đấy, các bạn lắp vào cái phần hiệu ấy nó đẹp lắm, nó đổi phần chữ xanh lên của lên level nhân vật đẹp, cực kỳ đẹp luôn đấy. Cái phần thầy thỏ này, cái phần này mình không biết là có phải là cái phần đạo cụ gì không, đạo cụ để đeo lên nhân vật đấy, đấy nhân vật này đấy nhân vật. Rồi ai con cái bọn cặp sừng con đồng thu này, đấy con súng đây, con đồng thu đây, mấy cặp sừng đây đây đầu đó kìa đó, đây là theo cái hiệu này đấy, con súng mà cao bảy xanh đây, cài cài có còn tiến hóa nào đéo biết, nhìn chung là rất là nhiều thứ hay ho. Hoặc skin này, hoặc skin nhé, đấy skin này. Đây, nhìn chung là các bạn thấy không, rất là nhiều thứ hay ho ở Trung Quốc, Việt Nam mà được như thế này là rất là ngon luôn. Này tiếp theo là những cái thứ vũ khí này, thì các bạn nào ấy có thể tùy các bạn thôi, như bạn hỏi là cái con này quay xưởng là mua thì Trung Quốc nó là tạo điều kiện, các bạn muốn kiếm thêm mảnh súng này nọ từ cái xưởng đó thì các bạn quay xưởng, còn không thì bán trực tiếp thế này, mua trực tiếp thôi với giá là 3.000 vàng nhé, với giá là 3.000 vàng đấy đó. Chỉ được cái phần tiến hóa thôi, ôi sorry, chỉ được cái phần sở hữu thôi nhé, chỉ được cái phần sở hữu thôi, còn cái phần mà tiến hóa phần đồng bộ và một cái bay xưởng đấy, một cái bay xưởng. Thành ra là các bạn nào mà thấy cảm thấy là mình không cần thiết của xưởng đầu tiên ấy thì chúng ta cứ việc mua trực tiếp đấy, Trung Quốc nó tạo rất nhiều điều kiện, nó biết là các bạn thấy là quay xưởng tốn kém có nó bán trực tiếp giá thế này mà mua, nhưng mà các bạn buộc phải đồng bộ tiến hóa bắn phải quay xưởng đấy, nói chung là nó khá là tạo điều kiện với các bạn. Họ xuống này thì cũng dắt như trang luôn, đồ gon nhé, đồ gon đấy. Đấy còn nỏ đây gần này, con nỏ này ngon lắm, bắn nó khá là thốn đấy, nhưng mà chúng ta vẫn cứ chờ về thôi. Đấy con Aragorn mới này, Aragorn mới hiện nay này, cái Aragorn này các bạn nhìn thấy như vậy thôi nhé, các bạn thấy nó cũng cũ thôi, nhưng thực sự là các bạn vào phòng ấy, vào phòng cái phần xuống này nó sẽ dạo quang toàn phòng luôn ấy, cái kiểu như nó dạo quang theo sáng ấy, nó cực kỳ đẹp luôn, không có tiến hóa không đồng bộ gì cả. Sau một cách tham gia sự kiện gì phải, đây tham gia sự kiện này, mở hộp skin nhé, mở hộp skin đấy, cái con này nằm trong phần skin này, lát nữa mình sẽ cho bạn xem. Đây
cái con lục cũng bán luôn với giá là 3.500 bạc nhé, cũng bán luôn này. Tuy nhiên là để tiến hóa đồng bộ các bạn buộc phải bỏ tiền ra đây, đồng bộ đây. Thấy con súng này nó khá là đồng bộ, nó sử dụng cái mảnh của con súng này luôn nhá, nó phích lời. Hồi xưa ấy, cái hồi trước khi mở update mới ra nó sẽ tốn nhiều bánh con nhá, tốn rất là nhiều bánh con luôn. Ví dụ như là mình nhớ không nhầm lại mất cuối cùng này tốn 5.000 máy bánh con nhá, cuối cùng này. Mà bây giờ nó phích lại xài cái súng này tốn 600 mấy thì các bạn buộc cái bay xưởng thôi, lấy một cái bay xưởng đó. Rồi đấy, nhìn chung là nó tạo ra điều kiện các bạn chơi bời thoải mái, muốn thơ muốn theo kiểu nào thì chiều cái đấy, lấy chung như vậy. Đấy bên nó cũng không quá hay mặt luôn đấy, nó lại ngon. Phần gòn này đấy, còn thấy không, một khí gòn nó bây giờ cũng khá là dạo dạo rồi đấy. Động đầu gòn này, cái con khiên gòn này hàng phay bạn nhớ, hàng phay nhé, không phải là hàng thật đó, thật này. Con này hàng nhái, cái này là hàng nhái thôi đấy. Là đây là cái con súng súng này này tiến hóa lên này đấy. Phải nói là rất là nhiều cái thứ mới lạ ở Trung Quốc. AK-47 này đấy, đây là một cái phần mà thay skin nhá, các bạn buộc phải kiếm skin con súng này, nó phát rất là nhiều skin đây luôn nhá, skin đây luôn đấy. Nói chung là các bạn mà muốn thay đổi màu sắc của con súng này, các bạn cứ việc mà kiếm nạp tiền vào kiếm phần thực kim này nọ đấy, rất là nhiều thứ đó. Thì vậy sao cái chỗ FF nó sẽ chia làm hai loại nhé, FF sẽ chia làm hai loại, một loại là dạng thi đấu, một loại là dạng dành cho chơi đấy. Nhìn chung là nó khá là nhiều món, nó khá là nhiều món đó, các thấy không, là siêu biệt này đấy, nhiều không, một trang là đấy. Có nói là Trung Quốc hiện tại là súng ống của nó rất là nhiều thứ đa dạng lắm, nhưng bây giờ rất nhiều thứ mới mẻ các bạn chơi cả cuốc đó, không có gì mà phải nói là phải nói là cái game này phát triển cực kỳ luôn, nếu như mà phát triển đúng hướng và có được cái hướng mức rõ ràng đấy. Cái hiệu này khá là đẹp này, nhưng mà mình không biết là xấu thế nào, những cái hiệu đỏ hay đẹp đẹp cũng đẹp đấy. Hồi xưa là mình thích cái hiệu tất canh này lắm, nhưng mà bây giờ thì nó rất là nhiều cái thứ mới, rất nhiều cái hiệu mới đẹp hơn. Ví dụ cái này này, đặc biệt những cái mà nó có hoa văn ấy, tí xíu ấy, nhìn nó ngầu ngầu lắm đây này đấy. Cái còn kiểu mà nhìn nó đơn như này này, cái viết bảy cái viết tám nó xấu quá rồi, viết tám nhìn vào nó cái phần thì hai cái số nó xấu quá rồi, nhưng mà đẹp này đấy, chữ V nhưng mà đẹp này, số 5 ấy đẹp đó. Nói chung là rất là nhiều cái thứ mới mẻ, tinh thần thì nó cũng như vậy thôi, tinh thần như vậy thôi, nó không có gì lạ cả đấy. Nhìn chung là các bạn chơi thoải mái thôi. Rồi phần sự kiện thì nói chung là sự kiện bên Trung Quốc tí thì nó sẽ tạo được rất là nhiều cho các bạn chơi, để các bạn tìm những cái quân phí này nọ. Quân phí thì các bạn phải đổi được những thứ như mảnh gon này nọ, mảnh gon hay là mảnh bạch vàng này nọ, rất là nhiều thứ đấy. Sự kiện này thấy không, má tập đại quân phí này đấy, tạo ra nhiều điều kiện các bạn đấy, chơi nằm 10.000 do được 600 cái thẻ bằng năng thì phải, và 200 ura thì đấy đó. Nói chung là nó tạo rất là điều kiện luôn, tạo rất là điều kiện để các bạn sáu quân phí. Nói chung là ngon,
Đây này, cái này là cái bằng đổ bằng phí vậy này. Đây cái phần đổi bằng phí này đó, đổi bên vàng và đổi hay bằng năng không có bánh con ở đây. Tuy nhiên là các bạn có thể đổi theo bằng năng này đổi qua bánh con được nhé, vào sử một phí đổi bánh con được thì tỷ lệ là 1:3 nhé, có nghĩa là một nghĩa là 300 thay bằng năng thì được 100 bánh con đấy. Bát vàng này đấy, nhìn chung là khá là ngon luôn đấy, dùng bằng phí để đổi nhé. Đó, nhìn chung là cài cuốc và đợi chờ những cái sự kiện ở bên Việt Nam thì mình thấy rất khá là bực bội, nó cái bông phí mà nó không có cái bạn không có chủ đổi, mình thấy là bức chế đây, có bông phí rồi, nó có bông phí rồi, nó chưa bằng đổi thẻ bằng năng rồi, nhưng mà nó không cập nhật cái sự nghiên cứu, nó không up ép cái bức mảnh con lên. Hỏi các bạn có bực không đấy, không mua không xài dùng sử dụng được, khá bực bội đấy. Mình mong là bản update tới nó sẽ chỉnh sửa bằng này, còn là ok hết đấy, nó không có cái gì cả là lạ cả, chỉ như vậy thôi. Ok, mình xin dừng clip ở đây, các bạn có thấy được là rất là nhiều thứ mới lạ ở bên Trung Quốc thì Việt Nam mình là không biết bao giờ mới được như vậy thôi. Ok, mình xin clip ở đây.